Rồi quý vị ơi, hôm nay là 30 tây tháng 5 nha quý vị. Cái combo này là cái combo số 174. Một cây kim thanh mai 200k bao phí ship toàn quốc ha. Anh chị em nào mua vô lòng chuyển khoản trước nha quý vị. Anh nào mua tôi cắt cái bầu gọn lại nha, phân nửa thôi nha. Này bầu này đất nguyên chất nặng cho lắm. Cắt phân nửa nha quý vị nè, coi cái gốc của nó nè. Đó. Cây kim mai này bự lắm nha quý vị nè, cái ngón tay cái tôi nè, thấy không? Cái lon bọt cụng kế bên nè. Siêu già luôn nha. Rồi 200k. Tàn của nó đây. Nè. Có mấy cây thôi nha quý vị. Rồi xuống luôn. Nắng quá rồi.